Thưa quý vị và các bạn, những tranh cãi về nguyên nhân của vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai khiến cho 13 người chết và hàng chục người bị thương vẫn chưa ngã ngũ khi đang có nhiều nhân chứng khẳng định xe bị mất phanh, mất lái trước khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, khi trao đổi với VTC14, đơn vị đăng kiểm cho chiếc xe này cho biết hiện vẫn chưa có đủ cơ sở cũng như bằng chứng để kết luận nguyên nhân xe khách đâm xuống vực. Hiện các giả định lời nói của nhân chứng đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo chứ không phải là kết luận cuối cùng. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai cho biết, chiếc xe khách Sao Việt gặp nạn do công ty đăng kiểm xe cơ giới giao thông 2401S tỉnh Lào Cai đăng kiểm lần cuối vào tháng 4 trước vụ tai nạn. Theo quy định, chiếc xe này 6 tháng phải được đăng kiểm lại một lần. Cái phương tiện 29B08582 thì được đăng kiểm ở Lào Cai từ ngày 14 tháng 5 năm 2014. Khi phương tiện vào đăng kiểm tại đơn vị chúng tôi thì phương tiện hoàn toàn thỏa mãn các cái tiêu chuẩn, các điều kiện về hệ thống phanh, hệ thống lái và đã được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thế thì như vậy phải khẳng định rằng cái ngày mà xe vào kiểm định là hoàn toàn thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn để phương tiện lưu thông trên đường. Ông Tường cũng cho rằng đoạn đường từ Sapa đến điểm gặp nạn là khoảng 20 km, cũng có nhiều đèo dốc. Trường hợp phương tiện bị mất phanh, mất lái chắc chắn không thể vượt qua quãng đường dài như vậy. Điểm đáng chú ý, dữ liệu trích xuất từ hộp đen cho thấy trong hành trình từ Sapa đến điểm gặp nạn, tốc độ của xe chỉ từ 12 đến 37 km/h. Khi xảy ra va chạm, phương tiện chạy tốc độ 13 km/h, sau đó xe rơi xuống vực sâu với tốc độ 55 km/h. Nếu xe mất phanh mất lái mà lại đổ đèo 32 cây số như vậy thì không thể ai nói là an toàn được. Thế nhưng cái việc mất phanh mất lái cho đến giờ phút này chúng tôi cũng chưa khẳng định được và các cơ quan chuyên môn đang theo dõi, đang theo sát thì cũng chưa ai đưa ra một kết luận nào cả. Cái nguyên nhân dành riêng cho cơ quan điều tra chắc chắn sẽ có một cái kết luận hết sức khách quan, hết sức chính xác. Cái này thuộc cơ quan chức năng, đó là lực lượng điều tra, lực lượng kiểm sát, thế và các cái cơ quan tham gia điều tra sẽ trả lời trước công chúng để biết đích xác nguyên nhân đích thực đó là gì. Hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có khoảng 7 doanh nghiệp tham gia hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách giường nằm với hàng chục phương tiện. Sau vụ tai nạn liên quan tới hãng xe khách Sao Việt và đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng không cho xe khách giường nằm hoạt động trên đường miền núi, các xe khách giường nằm trên địa bàn Lào Cai vẫn hoạt động bình thường.